và một trong những dẫn chứng đó đó các bạn thấy được là chúng ta thấy là tài liệu là ngày 11 tây tháng 4 năm 2016 đó thì công ty Ripple đã nói với người market maker những người mà mua bán đồng XRP dựa theo chỉ thị của công ty đó thì những market maker này nhận được cái chỉ thị là công ty Ripple muốn tăng giá của đồng XRP lên 0,008% trong thời gian là 2 ngày. Vài tháng sau đó, tháng 8 năm 2016, ngày 16 Tây đó, có cái thông tin ở trên Ripple Community Forum đó, chỉ ra được là có nhiều dẫn chứng cho thấy được là khi mà giá của đồng Ripple tăng đó thì mới đầu là tăng từ một số những cái chương mục lớn họ thu mua mà thôi. Đây là một dẫn chứng mà những cái chương mục lớn mà thu mua đồng XRP trên thị trường đó có thể đến từ những cái chương mục của những market maker, thì có nghĩa là khi mà market maker nhận tiền của công ty Ripple Labs sau đó họ mua đồng Ripple thì những tài liệu cho thấy được là thị trường có phản ứng tốt, có nghĩa là giá tăng lên thì dẫn đến nhiều người hơn à, mua đồng XRP dẫn đến giá lại càng tăng lên. thì sau đó đó giám đốc tài chính của công ty Ripple, hội Brad House là bây giờ đã có một số phản ứng tốt, chúng ta có cần là ngưng thu mua đồng XRP trên thị trường hay là không? thì các bạn thấy được là cái câu trả lời là lý do tại sao đó mà công ty Ripple thu mua đồng XRP trên thị trường không phải là để đẩy giá lên mà chủ yếu là để cho mọi người có thêm lòng tin vào đồng Ripple này. Đương nhiên các bạn thấy được là khi mà thu mua như vậy thì cái khối đi dịch nó sẽ tăng lên khiến cho nhiều người có thêm lòng tin là đồng này có tính thành rất là tốt và càng nhiều người có lòng tin á, thì cuối cùng sẽ đẩy giá lên. Các bạn thấy được là đây là một trong những cái thông tin được chia sẻ với SEC là công ty Ripple đã làm giá đồng XRP như thế nào và sau đó thì công ty Ripple tiếp tục thu mua đồng XRP trong năm 2016 và tới cái tháng kế tiếp đó, tháng 9 năm 2016 đó, thì công ty Ripple lại chỉ thị cho những người mà thu mua uh, market maker là đặt những lệnh mua và những lệnh bán đó, xoay quanh cái thời gian mà công ty Ripple sẽ nói những thông tin tốt liên quan đến là công ty Ripple đã đạt được những thành tựu gì của năm 2016. có nghĩa là họ đưa thông tin nội bộ cho những cái người market maker này để họ có thể là mua bán dựa theo thông tin này trước khi mà những người trên thị trường biết được những cái thông tin này và ngày 20 tây tháng 9 năm 2016 đó thì giám đốc tài chính đã gửi một email cho những cái người mà market maker đó nói là sau khi đó mà đã hội họp với lại Brad House và Chris Larson thì công ty Ripple đó muốn hiểu được cái sự ảnh hưởng của cái số tiền mà đẩy vào trong thị trường đó ảnh hưởng giá cả như thế nào và để làm được việc này đó thì công ty Ripple muốn là sử dụng số tiền là 300.000 đô la dùng để mà mua đồng XRP trên thị trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi mà đưa ra thông báo đó thì coi coi là khi mà mua cái số lượng 300.000 đô la này đẩy vào thị trường để mua đồng XRP sau khi công ty đưa ra thông báo tốt về tình hình của công ty thì lúc đó đồng XRP tăng giá bao nhiêu? Thì câu trả lời của những cái market maker đó nói là dựa theo những thông tin trước đây đó thì nếu như mà dùng số từ này để mua đồng XRP trong vòng 24 tiếng đồng hồ khi mà có tin tốt đó thì tài liệu cho thấy được là có sự tương quan tốt đến giá cả và sau đó các bạn thì được là ngày 26 tháng 9 năm 2016 đó Thì cuối cùng công ty Ripple đã ra quyết định là sẽ dùng 200 000 Thay vì 300 000 nhưng mà dùng 200 000 để mà thu mua đồng XRP ở trên thị trường Và ngày 15 tháng 10 năm 2016 đó Thì giám đốc tài chính của công ty Ripple nói với những người market maker là Công ty này muốn bán 1% của cái số lượng giao dịch trên thị trường bây giờ Có nghĩa là công ty Ripple là muốn bán cái số đồng XRP mà họ đang lưu trữ đó Và họ muốn bán cái số lượng là khoảng 1% của cái khối lượng giao dịch hiện bây giờ nhưng mà họ muốn bán có được cái lợi nhuận cao họ không muốn bán mà làm cho giá cả đi xuống có nghĩa là các bạn thấy được là cái cách mà công ty Ripple làm là thứ nhất là họ làm việc với những cái người market maker những người mà thu mua đồng XRP trên thị trường đó họ sẽ đưa thông tin nội bộ để cho những người này là biết được thông tin nội bộ là khi nào công ty Ripple đưa ra những cái thông tin tốt và sau đó thì sẽ đưa một số tiền cho những người market maker này họ sẽ đặt những cái lệnh mua trên thị trường ngay sau khi mà có tin tốt cho nên các bạn thấy được là trước đây chúng ta nhìn vào mỗi lần mà có tin tức tốt liên quan tới đồng XRP thì giá lại bay rất là mạnh. Thì một trong những lý do đó chính là cái số tiền mua đó một phần là đến từ công ty Ripple để mà thu một đồng XRP trong vòng 2-4 tiếng đồng hồ sau khi có tin tức tốt. Khiến cho mọi người có thêm đồng tin vào đồng XRP. Và khi mọi người có đồng tin vào đồng XRP thì mọi người lại đẩy tiền vào thị trường để mua đồng XRP. Khi mà điều đó xảy ra thì đồng XRP giá sẽ tăng lên. Và khi mà giá tăng lên thì công ty Ripple bây giờ mới thật sự là lấy số lượng lớn phần lời có nghĩa là họ bây giờ là lấy cái số giá tăng lên đó làm cái bàn đạp để mà bán cái số lượng đồng XRP có trong ngân khối của họ để bán được cái giá cao và khi bán được giá cao đó họ lại dùng một số tiền đó tiếp tục hoạt động công ty Ripple Labs một phần là các bạn thấy là đi vào túi của những người mà lãnh đạo một phần khác nữa là dùng để riêng ra để làm gì để cái phần tiền đó dùng để mà pump thị trường lần kế tiếp làm liên tục như vậy trong vòng nhiều năm qua đây là cái sự cáo buộc của SEC liên quan đến công ty Ripple Labs rồi các bạn thấy được là cái thông tin rất là dài cho nên tôi muốn tóm tắt để các bạn hiểu được là một trong những cái ví dụ được đưa ra về SEC như thế nào và theo thông tin chúng ta thấy là SEC thực sự là có một số những cái bằng chứng đưa ra để mà cáo buộc công ty Ripple đi thông tin thực sự mà rất là xấu cho nên nhiều bạn hỏi thường đó là chúng ta có nên lo lắng những đồng khác hay là không thì cái sự khác biệt giữa đồng XRP bị kiện bởi SEC bang ngoại trừ không hoa kỳ bây giờ khác biệt với lại EOS như thế nào trước đây các bạn thì được là EOS cũng bị kiện bởi SEC nhưng mà cuối cùng thì hai bên đã thỏa thuận và EOS là cuối cùng đóng phạt và vẫn tiếp tục hoạt động nhưng mà đối với lại cái vụ kiện này đó thì một trong những cái sự khác biệt ở đây đó là SEC đó không chỉ cáo buộc công ty Ripple Labs là bán những cái đồng cổ phiếu mà không được đăng ký. Mà thêm vào đó nữa là SEC cáo buộc những người lãnh đạo của công ty Ripple Labs trong đây để ra hai cái tên các bạn thấy được là Chris Larsen và Garland House thì hai người này là bị cáo buộc trực tiếp bởi SEC là cố tình làm giá thị trường. Và đây là một việc làm phạm luật. Và cuối cùng thì SEC muốn gì thì dựa theo cái lời cáo buộc này và dựa theo những thông tin chúng ta nhận được từ cái vụ kiện này thì SEC muốn đầu tiên hết á là những người mà bị cáo buộc đã lập tức ngưng tất cả hoạt động tại vì những việc làm bây giờ là coi như phạm luật của chứng khoán được tạo ra bởi Hoa Kỳ năm 1934 Thứ nhì là tất cả những lợi nhuận mà nhận được trong vòng bao nhiêu năm qua là phải dùng tiền đó để trả lời cho người bị hại Thứ ba là công ty này phải ngưng không được bán đồng XRP nữa tại vì đồng XRP là một cái chứng khoán chưa được đăng ký và thứ tư là cần phải đóng phạt cho SCC đóng phạt bao nhiêu thì chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà đây là những gì mà SCC đang muốn công ty Ripple Labs đồng ý với lại SEC và các bạn thấy đây là những cái điều khoản là có thể nói là rất là xấu đối với lại công ty Ripple Labs tại vì nếu như mà họ chấp nhận là ngưng bán đồng XRP thì nhiều bạn có thể chỉ ra được đó là một bên thì khi mà ngưng bán thì các bạn sẽ thấy được là sẽ giảm đi cái nguồn cầu trên thị trường thì đây là một điều mà tốt cho giá cả nhưng mà bên khác đó thì các bạn cũng đã biết là cái sự nỗ lực của đồng XRP nhưng mà nhìn vào một cái khía cạnh khác đó các bạn cũng đã thấy được là đồng XRP tăng giá tại vì nỗ lực đến từ công ty Ripple Labs Và nếu như họ muốn tiếp tục hoạt động thì họ cần phải có tiền Và cái thu nhập chính thức của công ty Ripple Labs là đến từ bán đồng XRP cho nên các bạn thấy được là nếu như không được tiếp tục bán thì công ty Ripple Labs có tiếp tục hoạt động hay là không Và nếu như mà họ không được hoạt động thì giá của XRP như thế nào mặc dù là họ không bán nữa Đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì nữa nếu như mà họ chấp nhận đồng XRP là một cái chứng khoán mà chưa đăng ký đó Thì coi như là tất cả những sàn dịch bây giờ các bạn thấy được là sàn Binance bất cứ sàn nào Họ cũng sẽ đưa ra những cái thông báo tương tự có nghĩa là họ sẽ không có chấp nhận đồng XRP tại vì những sàn này là không có giấy tờ để mà mua bán những đồng cổ phiếu trên sàn của họ sẽ dẫn đến là đồng XRP sẽ bị delist mỗi nơi. Thực ra mà nói đã có một sàn đầu tiên delist đồng XRP rồi. Những sàn lớn bây giờ là vẫn tiếp tục chờ đợi mà thôi. Đây là cái điều thứ nhì và cái điều thứ ba đó chính là cái số tiền đóng phạt. Tôi nghĩ đây không phải là một vấn đề lớn nếu như mà SEC cho đồng XRP tiếp tục hoạt động thì đóng phạt cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn nếu như mà cái số tiền phạt chỉ trong cái phạm vi như là chúng ta thấy là SEC phạt US nhưng mà trong tình hình bây giờ các bạn thấy được là một tình hình rất là xấu đối với công ty Ripple Labs rồi đương nhiên thì bây giờ về bên phía của Ripple Labs thì nói là họ không có chấp nhận những cái lời cáo buộc này đến từ SEC và công ty Ripple Labs có rất nhiều tiền và các bạn thấy được là Trước đây, công ty Ripple Labs đã từng mướn những người như là cựu phó chủ tịch của SEC để mà tư vấn cho họ hay là các bạn thấy được là gần đây nhất thì họ đi tư vấn với lại cựu chủ tịch của CFTC cho nên công ty Ripple Labs cũng có rất nhiều tiền để mà có thể mướn được những luật suy giỏi để mà bảo vệ cho họ trong vụ kiện này Chúng ta hãy tiếp tục để mà chờ Thì tôi muốn trả lời hai câu hỏi với các bạn Câu hỏi đầu tiên đó là Thuận nên làm gì? Tại vì các bạn có đã biết là một phần của chương mục đầu tư của Thuận đó là đang lưu trữ đồng XRP thì hiện bây giờ câu trả lời thường là chưa làm gì hết. Các bạn thấy được là nếu như mà thượng muốn bán đó, thì thực sự mà cơ hội bán đã là trước đây hai ngày. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là thông tin đã được tung ra khiến cho mọi người đã có sự phản ứng và phản ứng bây giờ là rất là tồi tệ các bạn thấy được là đã xuống 34% trong giờ một ngày qua trong khi một ngày trước đã đi xuống khoảng chừng 15% rồi cho nên nếu như muốn bán thì phải bán cách đây hai ngày thu vẫn tiếp tục giữ tại vì bây giờ các bạn thấy được là tin xấu đã đưa ra thì bây giờ chúng ta hãy chờ coi là bước kế tiếp tiến trị của dự kiện này sẽ như thế nào đó là cái quyết định đầu tư cá nhân của thuận mà thôi các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở phía dưới còn uh, đương nhiên là tất cả chỉ là thông tin không phải là lời khuyên đầu tư Và thứ nhì nữa nhiều bạn hỏi thuận là có nên lo lắng về những đồng như là Chainlink hay là Polkadot, Cardano vân vân Stellar Lumen những đồng này thì trước đây cũng bán ICO Thì thực ra mà nói là không trả lời được câu hỏi này Tại vì các bạn thấy là trong cái lịch sử của crypto đó thì chỉ có hai đồng trước đây được CFTC ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ và SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ Nói là không phải là chứng khoán, đó chính là đồng Bitcoin và Ethereum Tất cả những đồng khác đều có nguy cơ bị kiện bởi SEC Nhưng mà các bạn thấy là không phải đồng nào bị kiện thì cũng dẫn đến cái sự kết thúc tồi tệ Như là đồng US, các bạn thấy đồng US bị kiện bởi SEC Nhưng mà sau đó vẫn có thể tiếp tục hoạt động, chỉ đóng phạt mà thôi Nhưng mà ngược lại những đồng khác như đồng Kik hay là Telegram thì bị dẹp hoàn toàn bây giờ chúng ta không biết được là đồng XRP kết quả như thế nào tại vì chúng ta cũng đã thấy là cái thông tin chính thức thì vụ kiện này cũng là rất phức tạp tại vì không chỉ kiện riêng công ty Ripple Labs mà kiện luôn cả cách làm của họ là phạm luật về việc là họ cố tình làm giá đồng XRP đây là những gì mà thường muốn mang đến cho bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và nếu các bạn chưa theo dõi thuận khác video trên mạng xã hội đó thì các bạn hãy theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái thông tin như là twitter facebook và telegram hay là bạn đang tìm kiếm một cái sàn giao dịch thì các bạn hãy bấm vào cái link phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Những cái ưu đãi như là các bạn có thể là nhận được phần trăm giảm khi các bạn giao dịch như là sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus có thể lên tới hơn 400 đồng Tether khi các bạn tham gia vào sàn LMT, một sàn margin của Me Trade và những sàn như là StepX, Coinbase, những BlockFi và sàn Bybit. Những thông tin chi tiết sẽ nằm ở phía video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.